Ngôi trường trong tập 11 này là một ngôi trường chỉ chú trọng về nhan sắc và vẻ bề ngoài. Tại đây có hẳn một bảng xếp hạng những người đẹp của trường. Đặc biệt những ai nằm trong top 10 sẽ có danh hiệu thập đại công chúa. Họ được hưởng nhiều đặc quyền, được đối xử như những cô công chúa đích thực. Đi đến đâu cũng được những học sinh khác quan tâm ngưỡng mộ, được sống trong tháp chuông danh giá, ăn những món ngon mỗi ngày. Đặc biệt cuối năm còn được hiệu trưởng tặng danh hiệu sao sáng cho người hạng nhất bảng xếp hạng. Nano vừa đến học ngày đầu tiên, bỗng một chiếc lá từ đâu bay đến, va vào gương mặt của cô gái, để lại một vết rạch dài. Nano chỉ nhìn mà mỉm cười như đã biết trước. Vừa vào lớp, cô giáo đã sắp xếp cho Nano ngồi cùng bàn với Jin, một trong thập đại công chúa của trường, thứ hạng của cô nàng là 10. Nhìn thấy Nano, Jin nở một nụ cười thân thiện. Tuy nhiên khi thấy vết rách dài trên gương mặt của cô gái, Jin càng cười thân thiện hơn. Vì cô biết học sinh mới Nano sẽ không thể chiếm lấy vị trí của mình với vết sẹo đó. Tan học, Jin dẫn Nano đến tháp chuông danh giá, nơi ở của thập đại công chúa. Cô nàng sau đó dẫn người bạn mới vào tham quan. Jin không quên vênh mặt tự đắc với những đặc quyền của mình. Cả hai được uống trà chiều cùng bánh ngọt hảo hạng. Jin là cô gái rất quan tâm đến thứ hạng và vẻ bề ngoài của mình. Cô nàng đã đứng thứ 10 trong nhiều năm qua. Tuy nhiên ngoài miệng thì luôn giả vờ mình không quan tâm đến chúng. Thấy cô bạn mập trong khu đến thăm, Jin liền lấy miếng bánh ngọt của mình mà mời cô ta. Cô bạn mập sau đó bị hai nữ bảo vệ kéo ra ngoài. Lý do là vì mỗi người chỉ được phép dẫn một người bạn của mình vào tháp chuông mà thôi. Cả hai sau đó cùng nhau đi đến chiêm ngưỡng người đứng top một bảng xếp hạng xinh đẹp. Cô gái bước xuống cầu thang, xung quanh là những ánh mắt ngưỡng mộ và yêu thích. Nano khen Jin xinh đẹp, có thể sau này sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất của trường. Jin ngoài miệng từ chối lời khen, nhưng trong lòng chỉ nghĩ đến cảnh mình cũng được đi trên những bậc thang danh giá đó. Được người khác khen nên Jin cũng thảo mai khen lại. Cô nàng còn thử kiểm tra thứ hạng của Nano xem là bao nhiêu. Vừa quét gương mặt, số thứ hạng của Nano đã hiện ra màn hình, hạng thứ 11. Jin nhìn má không tin vào mắt của mình. Nếu Nano không có vết thương ở má, chắc chắn cô ta sẽ lọt vào top 10 và đã bay Jin ra khỏi tháp chuông. Cô nàng sau đó liền tạm biệt Nano mà lặng lẽ bỏ đi. Lúc này Nano mới lộ ra khuôn mặt quen thuộc đầy quyến rũ của mình. Nỗi sợ hãi ngày hôm sau đã thành hiện thực. Jin vừa ngủ dậy đã nghe thấy tiếng điện thoại, báo thứ hạng của cô đã thay đổi. Từ 10 xuống 11, gương mặt của Jin bị nổi một cục mụn to tướng giữa mũi. Thì ra chiều hôm qua, Nano đã ăn một thanh sô-cô-la, sau đó còn đưa cho cô thử một miếng. Chính đó là thủ phạm khiến Jin phải chịu cảnh thế này. Cô nàng đến trường với gương mặt xấu hổ, vừa vào lớp đã đi thẳng đến bàn học. Nano nói rằng thứ hạng này chỉ là tạm thời. Jin sẽ trở lại top 10 ngay khi cô hết mụn mà thôi. Cuộc sống của thập đại công chúa đã quen, nay trở thành người thường khiến Jin bị xì chết nặng. Cô nàng đi nhầm đường về tháp chuông như một thói quen. Ăn trưa những món ở căn tin nhưng không thể nuốt nổi. Ly nước còn có rồi khiến Jin la hét hoảng sợ. Nhà vệ sinh bẩn thỉu, Jin phải lót mấy chục miếng giấy mới đi vào được. Cuộc sống của người thường khiến cô gái cực khổ. Gương mặt vì thế cũng nổi mụn nhiều hơn. Thứ hạng đã rớt xuống tận 21. Cô gái không bỏ cuộc mà chạy đến nhà thuốc tìm kem trị mụn. Vừa đến đã gặp Nano ở đó. Vì xấu hổ mà Jin liền tìm cứ bỏ đi ngay sau đó. Nhờ chuyên tâm điều trị mụn, 2 tuần sau đó, gương mặt của Jin đã trở lại bình thường. Thứ hạng của cô nàng đã quay về vị trí thứ 10 quen thuộc. Chức danh thập đại công chúa như thế cũng quay lại. Jin háo hức đến trường, gặp ai cô cũng chào hỏi như người quen. Tuy nhiên giờ đây đã xuất hiện một cô gái mới, xinh đẹp hơn Jin. Cô nàng đến trước mặt nói rằng, Jin đã rơi xuống hạng 11 rồi. Thế là từ nay, dù gương mặt có nổi mụn hay không, Jin cũng không thể nào vào được top 10, chỉ là vì cô không đủ xinh đẹp như những người kia mà thôi. Cô nàng buồn bã định bỏ đi, bất ngờ Nano xuất hiện. Cô nàng mách khéo cho Jin những bí quyết riêng của mình, rằng nếu không thể khiến mình trở nên đẹp hơn, hãy làm cho người khác xấu hơn mình. Trong đầu Jin bất ngờ nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo. Cô nàng liền sâu nã Nano té từ xích đu xuống đất, gương mặt đầy vết thương, nhờ đó Jin đã quay trở lại top 10. Cô nàng háo hức bỏ đi, Nano ở lại liền mở mắt và nở một nụ cười bí hiểm. Kế hoạch xấu xa của Jin bắt đầu được cô nàng thực hiện trong âm thầm với thập đại công chúa. Một cô gái đang tắm, liền bị Jin thả mèo vào bên trong khiến cô ta la hét hoảng sợ. Hai cô gái đang lau mặt, bất ngờ la hét bỏ chạy vì chiếc khăn chỉ toàn khiến Jin còn bỏ thuốc vào nước uống, khiến hai cô gái mặt mọc đầy lông. Cô ta sau đó còn làm một cô gái bất tỉnh, cắt tóc và cạo luôn chân mày của cô. Thứ hạng trong top 10 thay đổi loạn xạ, bỗng chốc đã gần đến ngày tổng kết trao giải quán quân sắc đẹp. Jin đi học về thì thấy tháp chuông đã bị sập gần hết, bên trong cũng không có ai. Nano xuất hiện, nói rằng bây giờ không còn ai đủ nhan sắc để sống tại đây nữa, đến cả cô nàng mặt đầy sẹo nhưng vẫn đứng hạng 3, bị Jin đe dọa. Nhưng Nano nói rằng mình không hứng thú với giải thưởng sắc đẹp này. Đúng lúc đó cô nàng top 1 xuất hiện, gương mặt trắng bệch vì bị Jin hại, cô ta tức giận quát vào mặt Jin. Cả hai sau đó lao vào nhau nắm tóc, giật tai, Jin bị cắn một phát vào mặt, cô nàng kia cũng bị đánh cho bầm dập. Vừa lúc đó nhà trường thông báo buổi lễ tổng kết giải thưởng người xinh đẹp nhất năm sắp sửa diễn ra. Jin liền chạy đến hội trường, thập đại công chúa bây giờ ai nấy đều xấu xí.
Ai cũng nhìn Jin bằng ánh mắt tức giận. Jin háo hức vì bây giờ không ai có thể cản cô nàng bước lên vị trí đầu bảng nữa. Bất ngờ cô hiệu trưởng thông báo danh hiệu sao sáng của năm đã thuộc về một cô nàng vừa lạ vừa quen. Jin không tin vào mắt mình, đó chính là Trọng Thu. Thì ra trong lúc thập đại công chúa tìm cách hãm hại nhau, cô gái mũm mĩm đã âm thầm đi hút mỡ. Phẫu thuật thẩm mỹ khiến gương mặt và thân hình trở nên xinh đẹp. Cô gái lên bục phát biểu nói lời cảm ơn. Phía dưới Jin cùng thập đại công chúa tức giận vì bị cướp mất ngôi vị. Chỉ có Nano là mỉm cười hài lòng với kết quả này. Tập 11 đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn vào tập sau.